Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Trong video hôm nay em lên sóng cho các bác siêu phẩm cặp loa Pioneer HPM100, một cái dòng loa nổi tiếng, rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản. Đây là một cái dòng loa tham chiếu, hãng đặt rất nhiều tâm huyết vào cái model này, hợp tác với một số những kỹ sư người nước ngoài để chế tạo ra cái dòng HPM, cái dòng loa tham chiếu nhằm cạnh tranh với những cái cặp loa nổi tiếng hàng đầu trên thế giới các bác nhé. Cặp loa này có thiết kế hiện đại và mang đậm nét thiết kế của phong cách Mỹ các bác nhé. Cặp loa HPM100, chúng ta sẽ có cái vóc dáng, cái độ sâu của thùng loa khá là bề thế luôn, nổi bật với cái chiều sâu. Cái chiều sâu của cặp loa này thì phải lên tới 40cm. Đấy, một cặp loa Nhật mà cái hậu rất là sâu, cho một cái dải trầm là vô cùng là sâu lắng, mềm mại. Cấu hình của cặp loa này có tới 4 đường tiếng. Đấy, đảm bảo là cân đủ mọi loại thể loại nhạc luôn các bác nhé. Với thiết kế là một loa bass 30, sử dụng cái màng giấy màu trắng được sơn phủ cát nhũ rất là đẹp. Một loa trung giấy, một loa chép giấy và thêm một loa chép kè, chép điện nữa. Đấy, cho nên cái âm sắc rất là đều các cái giải luôn. Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước, giúp cho cái cặp này thì các bác là dễ dàng kê bày trong cái không gian, cũng như là dễ dàng cho các bác trong cái việc phối ghép. Trên tay em thì đang là cái tấm lưới e căng của cặp Pioneer HPM100. Chúng ta sẽ có lưới vải màu đen và lưới này là lưới zin. Tem logo của Pioneer HPM vẫn còn đầy đủ, lưới vải không có rách, không có thủng. Phía bên trong đây, phần khung như gỗ này còn rất là chắc chắn. Và cả hai tấm lưới đều còn vô cùng là lành lặn, đủ tem mát các bác nhé. Đấy, xuất sắc luôn. Và chúng ta sẽ đi vào quan sát cái hình thức, độ đẹp của cặp HPM100 ngày hôm nay. Đây là cặp HPM100 hoa hậu luôn. Có lẽ rằng cặp này sẽ đẹp nhất Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Các bác nhìn cái thiết kế vỏ vân gỗ của HPM100. Và cái chiều sâu của em nó như này, gần 2 găng tay, gần 2 găng tay luôn. Đấy, độ sâu lên tới 40cm. Đấy, vỏ gỗ lạng này, tuyệt đẹp luôn. Thùng vỏ góc cạnh của em này đẹp trên 90%. Phần hậu rất mới luôn. Đây. Đấy, không hề bong chóc bể lở gì cả. Những cái thông số kỹ thuật đầy đủ ở đây. Cặp này 8 ôm và công suất là 100W cho một thùng. Đấy, rất là dễ ghép âm ly. Thùng loa thì khá là nặng. Em sẽ mời các bác chúng ta quan sát cấu hình tuyến loa của cặp loa này. Chúng ta sẽ có một bát với đường kính 30. Bát này còn rất là đẹp, chưa hề bị hoen, bị ố, bị xuống màu. Khung xương thì cũng còn rất là mới. Cấu hình tuyến loa là xuất sắc luôn nhé. Một trung giấy, một chép giấy và thêm một chép điện. Các cái vi tinh chỉnh này các bác nhìn còn sáng bóng luôn, không tì vết. Tiếp tục mời các bác quan sát thùng loa còn lại. Rất là đẹp, độ mới trên 90%. Đấy, thùng vỏ hậu này xuất sắc luôn. Cấu hình tuyến loa của cặp này quá mới ạ. Đấy, những cái phần loa chép đây các bác thấy không ạ, nó còn căng mọng luôn. Đấy, cái rốn ti nó chưa bị nhầu, rất là đẹp. Đấy, loa bass của chúng ta đây đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cặp này đẹp hoàn hảo các bác nhé. Cặp này bên em giao lưu cho các bác mức giá rất là tốt, 21.300.000 đồng cho cặp HPM100, xuất sắc luôn. Giá này thì không bao gồm phí vận chuyển. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có giao hàng đi toàn quốc các bác nhé. Và giá thì không bao gồm phí ship. Để phối ghép cặp này thì rất là dễ. Các bác có thể phối cho em những dòng âm ly của Sansui, của Pioneer, của Đèn Lông, của Mazang, của Lachman đều có thể đáp ứng rất tốt luôn. Rất tốt trên cặp loa này. 21.300.000 các bác có nhu cầu alo cho em. Bây giờ em mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm trên cặp loa này. Các bác nhớ đeo tai phone vào để chúng ta lắng nghe. Tiếng rất là tơi nhuyễn, bay bổng. We'll be right back.
sắc quá tuyệt vời cho cặp HPM 100 phải không ạ? Cặp này giá cực kỳ tốt luôn, 21.300.000 đồng. Đấy, đối với cái giá này thì các bác chơi có thể nói hợp lý hơn cái dòng S180A rất là nhiều các bác nhé. Giá rẻ hơn S180A đến 3-4 triệu, nhưng mà cái chất âm thì vâng phải nói rằng nhìn có khi còn hơn, tiếng rất tốt. Rất tuyệt vời trên cặp loa HPM 100. Các bác có nhu cầu alo cho em. Cặp này thì bao đẹp xuất sắc và nguyên bản cho các bác chơi. Mọi nhu cầu mua sắm các bác hãy alo trực tiếp cho em 098 358 6968. Chiều nay có người thương mình đi về quá tuyệt vời. Loa này thì chơi nhạc vàng là sở trường rồi. Ngoài ra em nó cũng có thể chơi tốt nhiều thể loại khác nhau các bác nhé. Hình thức đẹp, rồi, chơi 27 đẹp. Cặp này cần rất mới ạ. Duy nhất một cặp HPM 100. Các bác có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Ra đi mà không từng đến riêng
sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Cuối video clip thì em sẽ test một chút nhạc rumba để cho các cảm nhận chi tiết hơn về cái chất âm của cặp loa này. Thực sự nó đẳng cấp ở trong cái tầm tiền. Các bác có nhu cầu alo cho em một cặp loa ngon bổ rẻ, giá chỉ có 21.300.000 đồng. Và cực kỳ là chất lượng, ổn trong cái tầm tiền 21.300.000. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Em chào các bác.